Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký viện trợ thêm cho Ukraine 800 triệu Mỹ Kim. Thượng viện ủng hộ hủy bỏ đổi giờ hàng năm ở Mỹ. tai nạn thảm khốc khiến 9 người bị thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tổng thống Joe Biden ký viện trợ thêm cho Ukraine 800 triệu Mỹ Kim. Theo chương trình làm việc hôm nay, sau bài diễn văn của Tổng thống Ukraine đọc trước Quốc hội, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ họp báo để công bố quyết định cung cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim viện trợ an ninh cho Ukraine để giúp nước này đối phó với cuộc xâm lược của Nga Tô Bạch Ốc cho biết khoản viện trợ bổ sung được loan báo giúp tăng thành 2 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine và hiện là quốc gia nhận tiền nhiều nhất từ nước Mỹ. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Ukraine khoảng 2.600 chiếc hỏa tiễn chống tăng Javelin và hơn 600 hỏa tiễn phòng không Stinger, bắn rớt máy bay và trực thăng hữu hiệu. Vào ngày 24 tháng 3, Tổng thống Biden sẽ công du châu Âu đến thủ đô Brussels của Mỹ để tham gia hai cuộc họp. Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu cũng như một thượng đỉnh NATO bất thường dành bàn thảo về cuộc chiến ở Ukraine. Thượng viện Hoa Kỳ trước đó đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào các tội ác chiến tranh. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đưa ra và được nghị sĩ của cả hai bên ủng hộ đã khuyến khích Tòa án hình sự quốc tế tại The Hague của Hà Lan và Tòa án các quốc gia khác nhắm mục tiêu vào quân đội Nga trong bất kỳ cuộc điều tra nào về tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Phát biểu trước Thượng viện, ông Chuck Schumer, lãnh đạo nhóm đa số thuộc đảng Dân Chủ khẳng định rằng ông Vladimir Putin không thể thoát khỏi việc phải chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo đã gây ra đối với người dân Ukraine. Kính thưa quý vị, Thượng viện ủng hộ hủy bỏ đổi giờ hàng năm ở Mỹ. Thượng viện Hoa Kỳ với đa số phiếu đã ủng hộ việc giữ nguyên trạng thái thời gian của Hoa Kỳ có hiệu lực vào sang năm, có nghĩa là hàng năm người Mỹ sẽ không mất thì giờ hay đổi giờ hai lần mỗi mùa xuân và mùa thu hàng năm. Luật này được gọi là Daylight Saving Time hay tiết kiệm giờ ban ngày, được quốc hội thông qua từ thập niên 1970 với mục tiêu giúp kéo dài thêm ánh sáng vào ban ngày khi thời tiết chuyển sang mùa xuân, cho rằng sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ thêm hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên có hiệu lực, đa số người dân Mỹ đã chán ngán với tình trạng phải thích ứng với việc đổi giờ mỗi hai lần hàng năm. Nhiều người đã phải thích ứng với điều kiện thời tiết mới khi vào mùa hè. Mặt trời vẫn còn chó lọi vào lúc 8 giờ đêm. Dù luật hủy bỏ việc đổi giờ vẫn cần được Hạ viện thông qua, và nếu được Tổng thống Joe Biden ký ban hành, bắt đầu vào mùa thu năm 2023, người Mỹ sẽ không phải vặn ngược đồng hồ trở lại và hiện nay trên 50 tiểu bang của nước Mỹ chỉ có Hawaii và Arizona là không nằm trong luật phải đổi giờ hàng năm cơ quan chịu trách nhiệm đổi giờ là Bộ Giao thông Vận tải thế nhưng muốn ngừng việc đổi giờ lại cần sự chuẩn thuận của Quốc hội nhiều vị dân biểu hiện đang bày tỏ sự ủng hộ kết thúc việc đổi giờ hàng năm và đây là một cái thông tin uh, theo chị Tiên chị Tiên thấy là hay không vui không cũng bình thường thôi thấy <laughs> tại, tại vì... vì mình quen nó đổi giờ rồi cho nên mình không biết là khi mà nó nó giữ lại bình thường nó sẽ như thế nào nữa bình thường là bình thường thôi chứ có gì đâu mà mình như thế nào có nghĩa là khi mà chúng ta bây, bắt đầu từ mùa năm nay cho đến mùa xuân năm sau thưa quý vị có nghĩa là khi mà cái đồng hồ nó vẫn như vậy là chúng ta giữ hoài luôn cho đến suốt luôn uh -huh. trừ khi nào mà Thượng viện và hậu viện hoa kỳ có những cái thông báo mới về cái đổi giờ nữa thì chúng ta lại phải đổi giờ và nếu như cái dự luật này thông qua thì em thấy là rất là rất là dễ dàng cho tất cả các cơ sở kinh doanh tại vì nó không có bị nó không có bị đảo ngược cái 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 thời gian thời khóa biểu ngay cả những đứa nhỏ nó đi học nó cũng rất là dễ dàng nhiều chị tiên thấy hiện nay thì vừa qua mới vừa có đến gần một tuần thôi đổi giờ mấy đứa nhỏ nó cảm giác là nó ngủ bị ít hơn nó phải dậy sớm hơn thì rất là tội nghiệp đúng không chị tiên thì mình phải đi ngủ sớm hơn một tí <laughs> hay quá à? cái lịch thời khóa biểu rất là giỏi đúng không <cười> <cười> nhưng mà xin mời chị tiên một tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối hôm qua ở West Texas khi một chiếc xe van đang chở đội tuyển đánh góc của trường đại học Mexico gặp tai nạn Cơ quan an toàn giao thông Texas cho biết, tai nạn xảy ra khoảng sau 8 giờ tối, không biết vì lý do nào. Một chiếc xe Dodge Pickup đột nhiên chạy sang phía đường bên kia, ủi thẳng vào chiếc xe van đang chở sinh viên và người huấn luyện viên. Vì sức va chạm quá mạnh, cả hai chiếc xe bốc cháy, trong lúc nhiều người kẹt trong chiếc xe van trong tình trạng bất tỉnh về chấn động. Hai người trong chiếc xe Dodge Pickup đã tử vong cùng 7 người trong chiếc xe van. 7 sinh viên và người huấn luyện viên chết tại chỗ. Hai sinh viên trong đội tuyển góp trong tình trạng nguy kịch đang được chữa trị trong bệnh viện ở Lubbock, Texas. Kính thưa quý vị, bé gái mất tích từ 62 năm đã được tìm thấy căn cứ. Cảnh sát ở tiểu bang Arizona ngày hôm nay cho biết hồ sơ mất tích của một bé gái từ năm 1960 đến nay vừa được khám phá. Vụ mất tích từ thành phố Alamogordo của Arizona mà không có bất kỳ dấu tích nào của bé gái đã khiến sở cảnh sát đặt tên cho hồ sơ là bé gái vô danh. Thế nhưng ngày hôm nay cảnh sát đã biết được em là ai. Bé gái tên là Sharon Lee Galeros là người của thành phố Alamogordo. Theo một hồ sơ của bộ tư pháp vào ngày 21 tháng 7 năm 1960, bé gái bị một người đàn ông và một phụ nữ bắt cóc phía sau nhà. Theo điều tra, cả hai đã dụ em bằng quần áo và kèo, nhưng em từ chối. Ngay lập tức, người phụ nữ chụp lấy em và bắt em lên xem. Lúc này, bé gái Sharon sắp tròn 5 tuổi, đến ngày 31 tháng 7 năm 1960, tức 10 ngày sau vụ bắt cóc, người ta đã tìm thấy thi thể bắt đầu thối rữa của một bé gái gần nơi em ở, nhưng trong một khu vực hẻo lánh. Thế nhưng vì không có phương pháp giảo nghiệm tử thi để định ra căn cứ, nhất là phương pháp xét nghiệm bằng di truyền DNA, thưa quý vị, nên cảnh sát không thể xác định thi thể tìm thấy có phải là thuộc về bé gái bị bắt cóc hay không. Cho đến ngày 15 tháng 3 vừa qua năm 2022, nhờ phương pháp DNA, cảnh sát chưa biết tên của em nhưng tạm gọi em là Little Miss Nobody hay bé gái vô danh. Phải mất một năm sau, cảnh sát mới truy ra nguồn gốc của em và hôm nay mới công bố tên của em là Sharon Lee Galera. Cảnh sát bị thương và ngay can bị bắn chết ở tiểu bang Washington một vụ chạm súng vào giữa trưa hôm qua đã khiến hai nhân viên cảnh sát bị thương và nghi can bị bắn chết. Theo điều tra, nghi can Trami Dayton, 40 tuổi, đang bị cảnh sát đến nhà để bắt về tội tấn công người khác. Trong một khu nhà di động ở thành phố Spanaway, tiểu bang Washington, thì nghi can nổ súng nhắm bắn cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát bắn trả và giết Jeremy ngay tại chỗ một trong hai cảnh sát là trung sĩ Richard Scanife, 45 tuổi, bị trúng đạn với thương tích nghiêm trọng đang được giải phẫu trong bệnh viện và bác sĩ cho biết ông sẽ qua khỏi. Nhưng người cảnh sát thứ nhì là Dominic Calata, 35 tuổi, hiện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai đang phục vụ trong đội phản ứng nhanh SWAT của thành phố. Cụ điều tra cho biết nghi can Jeremy Dayton bị truy nã vì tội đánh người khác và là lần thứ ba theo luật của tiểu bang Washington là sẽ phải bị truy tố với tội hình sự. Khi đến nhà Jeremy, y đang ngồi trong xe, ngay lập tức bước ra xe và nổ súng nhắm bắn cảnh sát. Hai cảnh sát đã bị trúng đạn, nhưng nhóm SWAT đã nổ súng và giết chết Jeremy tại chỗ. Kính thưa, thưa quý vị, và đây là phần tường trình đặc biệt. CIA hỗ trợ lực lượng kháng chiến Ukraine. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Lido Sài Gòn TV liên quan đến tình hình Ukraine. Trong thời gian qua, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã âm thầm hỗ trợ cho Ukraine bằng cách huấn luyện các phương cách giao tranh theo phong cách chiến tranh bất quy chính quy, phối hợp chung với quân đội Hoa Kỳ. Dựa trên các nguồn tin đặc biệt, Hoàng Trọng Thụy gửi đi bản tường trình sau đây. <laughs> Trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin ra quyết định thực hiện chiến dịch quân sự nhằm xâm chiếm Ukraine, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ gọi tắt là CIA đã có chương trình bí mật nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine. Từ năm 2014, khi quân Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine, lực lượng thân Nga dưới sự yểm trợ của Putin đã thực hiện ý đồ nhằm ly khai vùng phía đông của Ukraine. Việc chia cắt bờ cõi phía đông của Ukraine là một chiến lược về an ninh của Putin. Vì sau cuộc đảo tránh năm 2014 ở Ukraine, Putin thấy rõ chính phủ Ukraine đã không còn ủng hộ Nga, thay vào đó muốn hòa nhập với châu Âu và Hoa Kỳ. Tham vọng của Putin là không những ly cách vùng phía đông mà còn chiếm luôn Ukraine để tránh quốc gia này bị phương Tây và Hoa Kỳ ảnh hưởng. Khi quân Nga bắt đầu vào miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến thân Nga sau năm 2014 thì cơ quan CIA của Hoa Kỳ cũng âm thầm khởi đầu sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Và sau 8 năm hoạt động, những thành quả trên chiến trường cho thấy quân đội Ukraine đã thực hiện những đợt phản công hữu hiệu nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga. Quân đội Ukraine mới đây tuyên bố họ đã sát hại được ba tướng chỉ huy của quân Nga, bao gồm một vị tướng Nga bị lính thiện xạ của Ukraine bắn tẻ đến chết. Một số sự kháng cự mạnh mẽ trong suốt ba tuần qua đã được công nhận là đến từ sự huấn luyện và cung cấp tin tức tình báo từ CIA, nhất là do các đợt huấn luyện về tình báo và mặt trận trong vùng miền đông Ukraine từ nhiều năm qua. Những nguồn tin này đến từ các viên chức quân sự cao cấp của Ukraine, Họ được quyền tiết lộ với điều kiện ẩn danh, mặc dù những tin tức này mang tính nhạy cảm vì liên quan đến ngành tình báo. Một trong những chuyên viên tình báo của Hoa Kỳ huấn luyện cho Ukraine tiết lộ với điều kiện ẩn danh là chương trình huấn luyện của CIA là nhằm hỗ trợ tối đa cho quân Ukraine phương cách giao tranh không chính quy, tương tự như chiến tranh du kích, bao gồm mục tiêu ám sát, tiêu diệt quân địch từ xa để gây náo loạn hàng ngũ của quân Nga điểm đáng lưu ý là cơ quan tình báo trung ương cia có sự hoạt động khá độc lập và nhiều chương trình nước ngoài không cần đến sự chuẩn thuận của tòa bạch ốc các chương trình huấn luyện của cia cho ukraine có từ thời tổng thống obama sang đến thời tổng thống trump và nay là tổng thống biden vẫn tiếp tục mà không gặp phải sự chống đối hay phải buộc cơ quan cia yêu cầu chuẩn thuận trở lại Cơ quan CIA trong thời gian qua cũng làm việc chung với quân đội Hoa Kỳ trong việc cung cấp các tin tức tình báo nhằm giúp lực lượng Ukraine nắm vững chiến thuật của Nga từ mặt trận cho đến vấn đề phá vỡ các kế hoạch của Nga. Mới đây, Tổng thống Putin đã phải sa thải hai lãnh đạo cao cấp của cơ quan tình báo Nga FSB. Họ bị quản thúc tại gia. Hơn 20 nhân viên tình báo khác cũng đang bị điều tra. Nguyên nhân là vì ngành an ninh Nga đã bị cáo buộc, đánh giá sai, sức đề kháng của người Ukraine, khiến mục tiêu tốc chiến tốc thắng của chiến dịch tấn công do Tổng thống Putin chủ xướng tại Ukraine bị thất bại và khiến cuộc chiến kéo dài đến ngày hôm nay. Theo The Times, hai nhân vật bị thanh trừ là ông Sergei Becerra, 68 tuổi, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của cơ quan tình báo FSB, hậu thân của KGB thời Liên bang Soviet, và cấp phó của ông là Anatoly Bolikyuk cơ quan FSB đã tiến hành khám xét nhà của hơn 20 nhân viên khác tại khu vực chung quanh thủ đô Moscow. Đây là những người bị tình nghi, có mối quan hệ với báo giới và có thể đã dò dỉ nhiều thông tin quan trọng từ kế hoạch tiến công của quân Nga cho phía Ukraine. Đây cũng là thành quả về mặt tình báo mà Ukraine đạt được dưới sự huấn luyện và hỗ trợ của quân đội và cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Sài Gòn TV. Thảo Tiên và lời Thái xin kính chúc quý vị có một chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.